cho quý vị xem cận cảnh một cái thùng sứa nó như thế nào. Có người ngư dân thì như thế này khá vất vả mọi người ạ. Cô là người Trung Quốc à? Cô là người Trung Quốc. À, cô Trung Việt Nam ăn hay người Trung Quốc ăn đấy? Trung Quốc ăn. Người Trung Quốc thích ăn món này à? Đây là đem về đánh xong cạo da đi để cho vào máy đánh xong thì lại với muối cho phèn cho muối vào muối xong thì đánh hòm bán cho hàng lạ hàng để miền Bắc. Xin chào mọi người, hiện tại thì Khang đang có một chuyến du lịch bụi mà ngày hôm nay mình chia sẻ mọi người một cái rất là hay, đó là cái mùa này là vào mùa sứa mọi người ạ. Mình đang quay cho mọi người xem đây là khu vực biển ở khu tự trị trong Quảng Tây Trung Quốc. Người ta đang bắt và đang sơ chế sứa để tạo ra cái món gỏi sứa và rất là nhiều món sứa nữa. Và cái quá trình mà người ta sơ chế như nào và cái quá trình mà người ta bắt như thế nào, nên bờ như thế nào thì bây giờ mình sẽ đi vào đây tìm hiểu, chia sẻ cùng mọi người nhé. Đây này. Các cô chú đưa rất là nhiều sứa về đây mọi người ạ. Mọi người có thể thấy này. Khi mà mình đến đây mình thấy có những chiếc xe như xe máy cày á, nó sẽ chở những cái xe sứa đổ xuống đây. Đổ thật nhiều và các cô chú sẽ tiếp tục cái công đoạn đó là xử lý. Bây giờ mình sẽ vào bên trong kia để cho mọi người xem cái quá trình xử lý như thế nào. Rồi là mình sẽ đi ra ngoài bờ biển để xem người ta đánh bắt, xem người ta lên như thế nào. Hiện tại thì Khang đang quay cho mọi người xem đây là cận cảnh một con sứa mình ạ. Nó sẽ có những cái xích tu, những cái kiểu như là con bạch tuộc ấy. Và nó rộng, nó to khoảng độ 1, 2, 3, 4, khoảng độ 80 phân mình ạ. Đây trung bình một con nhé. Sứa này thì quá quen thuộc với mọi người đây. Nhưng mà để mà ăn và sử dụng thì nó khá là phức tạp mọi người ạ. Các cô chú còn làm nhiều thủ tục lắm. Xong bắt đầu là đưa lên đây này mọi người này. Cho vào đây, cắt, bắt đầu quấy. Hiện tại thì đang mùa sứa thì mọi người mới có thể là thu gom với lại làm. Ở đây là các cô chú người Trung Quốc mình ạ. Nhưng mà cũng có một số cô chú người Việt Nam mình thì cứ căn khi nào đến mùa sứa thì người ta sẽ từ Việt Nam sang bên này để đi làm công mọi người. Và cái sứa này ấy, thì đa số là thu mua và gom từ bên phía Việt Nam mọi người nhé. Nghĩa là người ta sẽ có những cái thuyền đi gom từ những người đánh bắt ở bên phía biển Việt Nam. Người ta gom lại và người ta sẽ đưa vào bến để đưa về đây. Đang tách bóc những cái gọi là cái màng màng ấy kiểu như mỡ mỡ ra mọi người. Xong là chú sẽ đẩy về phía sau rồi các cô sẽ cắt cắt nhỏ xong là chuyển ra cho vào để đảo làm sạch mọi người. Chung là để mà có sứa để mình ăn gỏi, để là ăn tất cả các món ấy thì rất là gọi là cầu kỳ đấy, không đơn giản đâu. Ở chỗ sứa này thì rất là nhiều lắm mọi người ạ. Này mênh mông luôn, mênh mông. Sao biết được? Nó nhiều quá. Và sau khi mà sơ chế đây xong, bắt đầu các cô chú sẽ cho vào gọi là ủ ướp trong các nhà kìa. Sau khi ướp xong các bắt đầu là với xử lý tiếp, rồi bắt đầu mới ra những cái thành phẩm mà mình ăn á, là ra đóng hộp như này đó. Đây là lần đầu tiên mà mình trải nghiệm mình ra cái khúc này mọi người. Thì ra khúc này là một cái khúc như biển mọi người. Ai trong kia. Mình cứ tưởng đâu người ta bốc từng con lên mà không phải mọi người ạ. Có nghĩa là người ta cho lên một cái như kiểu cái thùng như kia kìa. Đó. Xong người ta thả vào. Khá thú vị luôn mọi người ạ. Đây. Đó. Đây. Mình cho mọi người xem này. Sứa này. Sứa. Nhiều con nó chết nên khá tanh mọi người ạ này. Sứa. Ngoài kia là biển mọi người ạ. Khu này là cái đoạn là cửa biển, người ta sẽ đi ra để gọi là lấy hải sản, lấy đồ từ ngoài vào. Xong là vào trong đây thì người ta sẽ mang cung ứng những cái thứ vật phẩm thiết yếu từ đấy ra. Đây là cái khu cửa biển. Đó, sứa thì người ta sẽ cho lên cái một cái như kiểu cái băng chuyền mọi người. Tại thì mình đang quay cho mọi người xem đây là cái quá trình lên một cái chuyến sứa mọi người ạ. Bây giờ người ta sẽ kéo đồng đọc lên. Xe đã đợi sẵn trên đây rồi. Xe bên kia mọi người ạ. Xe bên kia bắt đầu người ta sẽ mở cái kiểu như là cái nắp ra thì cái sứa đó nó sẽ đổ vào xe. Mình xem bên này nước có kịp không? Sao lại ngó cái
ôi xong rồi, đó trời ơi, đó bây giờ là cái xe này nó sẽ vận chuyển đưa sứa về. Các cô đang làm gì đó này xem. Ai các cô đang băm sứa mọi người. Thì ở bên trong kia cũng có chỗ xử lý nhưng mà ngoài đây cũng có mọi người này, mà mình thấy có rất là nhiều con cá nhỏ mọi người này, cá ni ti này, sứa này. Đó. Thì, kiểu là các cô sẽ cắt từng khúc từng miếng ra xong xả xuống. Wow. Mọi người sẽ cho vào đây ngâm mọi người ạ. Ngâm xong có cái máy này đánh mọi người. Đánh cho nó tan hay là xử lý như nào còn nhiều thứ lắm mọi người ạ. Nhiều công đoạn nữa nó mới xong một cái mẻ sứa với lại xong một cái món ăn để cho mọi người thưởng thức được mọi người ạ. Rất là vất vả đấy, không phải đơn giản đâu. Còn dưới kia thì nói chung là phải nói là rất là nhiều thuyền luôn. Và mình thấy đa số là những người Việt Nam mình mọi người ạ. Người Việt Nam mình đang làm công ở đây. Đa số là người Việt Nam mình thôi. Những cái thuyền này tí nó bốc hàng xong ấy thì sẽ có những cái thuyền ngoài kia mọi người. Thuyền ngoài kia sẽ vào tiếp tục bốc. Nói chung là nó sẽ thay nhau mọi người. Và đường đây là cái đường đây. Đây. Cho quý vị xem cận cảnh một cái thùng sứa nó như thế nào. Cái này là tính theo tấn mọi người, rất là nhiều ạ. Mà con sứa nào con đấy cũng phải rộng như cái gọi là hơn cái mâm. Ủa. Di chuyển lên xong người ta sẽ cho ra cái xe. Đó, và chú kìa. Đây, xem chú này chú mở này. Đấy. Trời ơi. Đó, đứng gần là bắn tung té mọi người ạ. Đúng rồi. Mình đi quay thì mình cũng rất là tế nhị. Ở những cái gì mà thật sự mà người ta cho ấy, mình mới dám quay thôi. Chứ quay nhiều khi quay cố ấy, cho mọi người xem có view, có nhiều thứ, có tiền. Nhưng mà đổi lại là những người đó người ta không thích thì mình cũng không làm đâu. Mình đi quay là quay ai nhiệt tình, ai gọi là quý mến thì mình giữ lại những cái thước phim đó. Còn không mình xóa hết rồi. Còn có nhiều người quay kiểu bất chấp á. Quay một lần xong là sau này không quay trở lại nữa. Còn như mình không có đâu. Mình thì đây là những thuyền sứa này, đầy sứa luôn. Mình xuống đây một chút. Ôi dưới đây còn nhiều thuyền lắm mọi người ạ. Đây là nhiều lắm. Đây. Cho mọi người xem cận cảnh những chiếc thuyền như này. Thuyền này khá đơn giản thôi. Đây. Đó. Người ta sẽ có những cái dụng cụ vớt mình ạ. Cái như cái giống cái rổ, cái rổ, cái giỏ của cái bóng rổ ấy mọi người. Thuyền não nhiều mọi người ạ. Chiếc thuyền bắt đầu chuẩn bị ra khơi. Thôi mình đi lên đây. Chung là nó không phải là một bến đâu mọi người ạ, nó nhiều lắm. Đây này, một bến hai ba đường lên này, xong bến này, ngoài kia bến nữa là nhiều lắm. Đó, đây này. Thôi. Đó, mọi người thấy không? Các cô chú anh chị sẽ giục cái con sứa nó sẽ sang cái thùng bên kia. Từ cái thùng bên đó người ta sẽ kéo lên như nãy mình quay cho mọi người xem đấy, kéo lên và người ta sẽ đổ ra xe ô tô, xe công nông. Xe công nông đó sẽ đưa về các xưởng để các xưởng đó người ta sẽ tiếp tục là sơ chế tiếp. Đó, còn cuộc sống người ngư dân thì như thế này khá vất vả mọi người ạ. Đi lấy hết đêm rồi xong là giờ về ban ngày rồi, giờ là khoảng 9-10 giờ sáng rồi lại bắt đầu chuyển lên xe, chứ không phải là đi lấy xong là thôi đâu mọi người ạ. Khá vất vả, một thuyền sứa đầy thì như này. Ở đây rất là nhiều cô chú người Việt mọi người ạ. Nhiều cô chú người Việt luôn. Đấy, chị này cũng người Việt. À, cái thuyền này cũng người Việt mình ạ. Rất là nhiều người Việt luôn á. Kiểu như là cái công việc mà bắt sứa này này thì hầu như người Việt mình làm, chứ người
người Trung Quốc người ta cũng ít làm á. Tại vì cái món sứa này mình nghe nói là người Việt Nam ăn đấy. Đó, thuyền này cũng người Việt, thuyền kia cũng người Việt. Quanh quanh là người Việt không ạ? Bây giờ mình lại cho mọi người xem cận cảnh của thuyền này. Nãy giờ mình cho mọi người xem các cô chú bốc rồi, đây. Món sứa này. Ơ vậy, cô là người Trung Quốc à? Cô là người Trung Quốc. À, cô Trung Quốc mà cô nói được tiếng Việt. À, rất là vui gặp gặp một cô Trung Quốc. Đấy. Hay à. Để cho cô Em cảm ơn cô nhé. Ơ vậy là cái món này là làm để cho người Việt Nam ăn hay người Trung Quốc ăn đấy? Trung Quốc ăn. Người Trung Quốc thích ăn món này à? Đây là đem về đánh xong cạo da đi để cho vào máy đánh xong thì lại với muối cho phèn cho muối vào muối xong thì đánh hòm bán cho hàng lạ hàng miền Bắc bán cho người miền Bắc cơ. Người miền Bắc của Trung Quốc là làm món gì? Làm gỏi à? Hả? Làm gỏi hay làm món gì? Làm gì người miền Bắc nó là chung đây lấy thứ thôi, cô chẳng biết nó làm gì. Cảm ơn cô ạ. Ừ, nó chung đây lấy thứ đấy. Đấy. Quý vị được thấy không? Cô chia sẻ là cái món này là món sau này sẽ được xử lý bán cho người miền Bắc nhé mọi người nhé. Miền Bắc kiểu như là người miền Nam của mình ấy, gọi miền Bắc là kiểu như từ Thanh Hóa ra Hải Phòng, Hà Nội đấy là người miền Bắc. Ở đây thì người ta nói miền Bắc là nói Bắc Kinh, Thượng Hải. Bên trên nữa không phải Thượng Hải, trên nữa. Đây con cá mòi mình này. Thật sự mọi người thì đến đây thì mình mới biết được rằng những cái thuyền này này không phải là những người Trung Quốc mà đa số là người Việt Nam mình, người ta sẽ thu mua đánh bắt ở bên phía Việt Nam, kẻ phía Trung Quốc nữa, xong rồi bắt đầu người ta sẽ di chuyển đến đây gọi là sẽ bốc để bán cho những gọi là lái buôn, những người Trung Quốc ấy, người ta xử lý còn nhiều công đoạn lắm mọi người ạ, xong người ta sẽ đưa vào khu vực phía Bắc của Trung Quốc tiêu thụ, khu vực Bắc Kinh gì đó ở bên trên nữa mọi người ạ. Đó, con sứa đây thì mình thấy nó khá là to mọi người ạ. Lúc đầu thì mình cứ tưởng đâu là những thuyền này là những thuyền ở bên Trung rồi, người Trung rồi, nhưng mà đa số là người Việt mình ạ. Người Việt mình đang bươn trải, đang thu mua và bắt sứa giao cho người Trung Quốc ở bên này. Mọi người thấy thì rất là nhiều. Một ngày người ta chạy hàng trăm hàng nghìn xe như này. Mình đứng khoảng nó 5-7 phút là mình thấy là người ta chạy còn kín hết khu này rồi. Ôi giời, sứa vắt đầy đường này.